Hiện tại bây giờ đang là 5 giờ chiều. Đó, 17 giờ 2 phút. Và tóc của mình đây. Sáng nay thì mình có gội đầu bằng dầu gội Tea Tree và xịt Minoxidil loại mới. Mình thật sự cảm thấy rất là thích cái loại này. Và mình cũng sẽ duy trì nó và mình cũng thay đổi luôn Minoxidil. Mình sẽ không dùng loại của Pháp nữa. Mình dùng loại của Anh này, mình thấy là tóc của mình nó không bị bết này. Và nó có được dưỡng ẩm nữa nên là mình cảm thấy rất là thoải mái mọi người ạ. Không biết phải diễn tả mọi người như thế nào nhưng mà mình đang trong cái quá trình nuôi tóc dài. Kể từ lúc mà ngày trước đến mình bị rụng tóc hói đầu cho đến bây giờ thì mình đã dùng mấy loại Minoxidil thử rồi đấy. Cái Minoxidil chính mình dùng là loại của Pháp đấy, nhưng mà sau đó là mình cũng thử một loại khác của Ấn. Loại mà bây dầu rất là khó chịu đấy. Bây giờ thì tìm được đúng là chân ái rồi. Không có mùi cồn này. Rồi thì nó không làm cho tóc mình bị bết mà nó còn dưỡng luôn cho mình cái tóc đấy. Nên là cái tóc nó khá là khô. Nó không giống như là hôm trước mình đi gội đầu ngoài hàng. Vì là cái gội đầu ngoài hàng thì gội đầu nó có cái silicone, dầu gội silicone, nên là nó rất là bóng mượt. Thế nhưng mà bây giờ nó không bóng mượt như lúc đấy. Thế nhưng mà về cơ bản mọi người thấy đấy, thực tế luôn cho mọi người đây, 5 giờ chiều đấy mà mình thấy là happy. Nói chung là nên dùng loại Minoxidil này đối với tất cả những ai mà đang muốn kích mọc nhanh với cả đang bị thưa hói ở mức độ vừa và nhẹ thì dùng cái Minoxidil này. Còn nếu mà bị thưa hói nặng thì kết hợp với cả cái combo này đấy, để cho nó ra được cái kết quả nó tối ưu nhá. Và nói chung là cảm thấy ổn đấy.